Lên được rồi đấy không anh? Chứ không là bị giáp đây này. Khóc luôn này. Một cua đấy. Đúng rồi. Cái cua này rất là gắt nữa. Đây là có cây, có anh em đứng suốt ngày săn này, hình như trên này. À. Thấy không? À, hàng giả nhá. Đây. Đấy. Hôm nay bây giờ là chính thức đây là hàng giả như này. Bắt được hàng giả luôn. Hàng giả luôn này. Tạm biệt nơi miền đất kinh đô. Đèo hai vẫn mây vẫn trắng bay à ơi à ơi. Thiên hạ đệ nhất hùng quan. Chào Đà Nẵng thành phố tôi yêu à ơi. Vinh lăng của bao người say đắm cầu rồng đón bạn từ muôn phương. Lễ hội pháo hoa bên sông Hàn Á ơi. Mặt trời đầy thú vị, biển Mỹ khi đẹp nhất hành tinh. Làng nghề non nước Ngũ Hành Sơn na ơi, à ơi. Núi Bà Nà thiên nhiên ban tặng thăm chùa Linh. Xin chào tất cả các bác nhá. Hôm nay thì Thắng đang có mặt trên đất của Huế và rất là vui trong một cái chương trình mà Thắng đi từ Huế và qua đèo Hải Vân, và chiều nay thì Thắng sẽ đến Đà Nẵng. Tại sao thì Thắng không ở được lại Huế làm cái chương trình hay là ngủ lại được? Lý do là hôm qua Thắng đã quay ngược lại Đông Hà và hôm nay di chuyển xuống đường dưới này thì nó cũng tương đồng với cả Đà Nẵng, nên là anh em Tất Thắng chọn bãi biển Mỹ Khê là ngủ tại đó. Và trên dọc cái hành trình này thì bạn Tú là người mà đưa Tất Thắng đi. Thì trước kia thì bạn Tú là làm nghề về xe công đấy, chở những cái mặt hàng mà xuyên Việt, và bạn ấy biết được những cái quán cơm xe tải nào ngon. Thì hôm nay chính là Thắng được ăn cơm ở tại một cái quán cơm xe tải đấy. Dọc đường thì quán này là quán thứ hai rồi, và bạn Tú thì ca ngợi quán này rất là nhiều, nói rằng là cơm xe tải ở đây ngon lắm. Và công nhận thì Thắng lúc đầu vào thì ở ngoài thì rất là đông xe đấy, và phía bên này cũng rất nhiều khách, và có cả khách ngủ trưa ở đây được đấy, có chỗ ngủ trưa. Và bạn Tú bạn đã ăn cơm ở đây rất nhiều lần, mà hình như có cả quay video rồi đúng không? Đúng rồi, mình có ăn với anh Hải với Phạm Dũng ở đây rồi. Và đặc biệt nữa là có một chị chủ quán. Đấy, chị chủ quán. Rất là duyên, hẳn là ông Tú cũng thích ở đây ăn cơm. Không. Tú giới thiệu chút với cả chị chủ quán nhỉ? Đây là giới thiệu với cả nhà, đây là quán cơm Phương Hà. Đây là địa chỉ bao nhiêu chị giới thiệu sơ qua tí nhỉ? Lộc Yến, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế. Vâng. Gần cảng Chân Mây. Vâng. Chị là người Thanh Hóa nhỉ? Đúng rồi, chị Thanh Hóa. Vẫn nhớ luôn. Lấy chồng Huế. Lấy chồng Huế. À. Chồng Huế. Nếu mà bác nào mà trên quãng đường mà đi từ Huế sang Đà Nẵng trên quốc lộ 1A nhỉ? Đúng rồi. Thì có thể ghé qua quán của chị. Quán cơm đấy. Phương Hà. Quán cơm Phương Hà. Đấy. Cơm xe tải thôi, nhưng mà xe con thì cứ ăn được tất. Nhưng mà anh em nhìn thấy là cơm xe tải này có hấp dẫn không? Hấp dẫn đấy. Đấy. Rất là hợp với cả tiêu chí của Tất Thắng là ăn cơm là nó cũng đơn giản như bữa cơm hàng ngày của gia đình thôi. Đấy, cũng không phải là cao lương mỹ vị gì. Và rất là nhiều rau, rau muống, rau cải. Cái này thấy bảo là canh cá. Món này là đặc biệt nhất của quán đây. Này đúng không? Nói chung là món nào cũng ngon hết đấy. Đây là canh cá này, cá dìa. Đấy, nấu chua. Cá dìa. Cá dìa. Cá dìa. Đúng rồi. Đấy, mình sẽ bỏ ở đây.
Đấy, nấu canh chua. Đấy, cá này nha, mình bỏ đây nha. À, thường thì anh em mình ăn là sẽ chan cái nước mắm ở trên này như này luôn. Chan nước mắm vào. Chan nước mắm này luôn, tí nữa mình dằm ra là mình chấm ở trong cái dưới này luôn. Được à? Đấy. Dọc tuyến này thì Thắng đi quốc lộ 1A và tí nữa thì Thắng ăn cơm ở đây xong rồi sẽ di chuyển tiếp qua cái đèo Hải Vân, một trong những con đèo mà phải nói rằng là đọc rất nhiều trong sách vở rồi. Và trước kia Thắng cũng đã đi rồi nhưng mà do lúc đó Thắng đi tàu, đi cơm cho em thấp hơn. Đó, đi từ Đà Nẵng ra Huế là Thắng đã đi bằng tàu hỏa rồi, nhưng mà nó không phải đi bằng đường bộ, nên ra là nó thấp hơn. Rồi bây giờ đến bữa cơm rồi, anh em phải dùng cơm đi nhỉ? Rồi, mời cả nhà nhé. Rồi, mời tất cả mọi người đi. Dòng đi. Chị chủ quán đâu rồi? Chị đi lấy cơm, lấy cơm. Lấy cơm. Rồi. Anh Sự nha, nhìn em mực ở đây này, tươi này, ống ánh này, ăn thử con mực đi. Vâng, vâng. Rồi, cảm ơn chị nhá. Vâng. 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 Bác nào mà đi qua đường đây thì ủng hộ cho chị Phương Nga nhá. Vâng. Mực ở đây rất tươi ấy. Đây gần biển mà Thắng ạ. Cho nên là đồ như kiểu cá kia các thứ đây là đều tươi hết. Mình chạy sang đây một chút là đến với biển Lăng Cô rồi. Biển Lăng Cô à? Đúng rồi. Có gì chưa ưng ý thì cứ góp ý cho chị. Vâng. Vâng. Chị sẽ nâng cấp lần lần lên. Vâng. Okay. Đây, cái cơm bạn Thắng. Đây là món bò xào mướp đắng. Bò xào mướp đắng, trong Nam gọi là quả ngũ qua. Khổ qua. Còn đây là cá này là chim biển này, cá nó hơi nhỏ một chút. Cá chim biển. Anh em cũng gọi là sợ hút nên là bảo Tú là thôi. Chị đừng có ăn nhiều hải sản quá, nhưng mà đây là mấy cái này là cũng là rất là dân dã rồi. Chim dễ biển ăn. Đúng rồi, chim biển, vâng. Sốt cà chua. Cá này nhiều, không có xương á? Cá này có chứ, nhưng mà cái không có xương răm. Cá biển nó đặc thù. Cá biển không có xương răm gì ạ? Đúng rồi. Ăn như cá này, không phải chim không? Cá sốt cà chua ngon. Chiều nay là anh em chuẩn bị nhá, là sẽ đi rửa người. Ra biển Mỹ Khê mà, biển nổi tiếng, một trong những biển đẹp nhất ở cái khu vực Đông Nam Á nào. Một trong những bãi biển mà quyến rũ nhất hành tinh. Đúng rồi. Không phải là Đông Nam Á đâu. Nổi tiếng thế giới rồi bạn ạ, tầm thế giới rồi. Tại vì nếu mà nói Đông Nam Á thì có mấy nước có biển đâu nhỉ? Thái Lan biển rất là đẹp. Mà thực ra biển Việt Nam mình biển Việt Nam đẹp hơn đẹp biển nhiều Lào hơn. Lào không có biển. Có bác nào bảo là ui ở Lào có bãi biển đẹp lắm, còn đẹp hơn cả Việt Nam. Thực ra hôm nay Thắng gặp mấy xe đây là toàn đi xe Lào đi du lịch đấy, là toàn đi sang bên mình tắm biển rồi. Đúng rồi, họ về Mỹ Khê đấy. Người Lào họ rất thích Mỹ Khê với Quy Nhơn. Vừa là gần với vị trí địa lý của họ nữa. Trên cái tuyến đường mà hành trình mà Thắng đi là bất ngờ rất nhiều thứ, nhưng mà cũng không thể ghi được hết hình để cho quý cô bác anh chị được. Và có rất nhiều cái nó đặc biệt mà mặc dù nó ở trong Việt Nam mà mình cũng chưa khám phá ấy. Có thể có nhiều kênh họ khám phá rồi. Mình là ở Hà Giang trước kia 4-5 năm rồi, chủ yếu là quay những cái hình ảnh ở ngoài Bắc, rồi là quay những cái hình ảnh ở Hà Giang. Đến thời điểm này Thắng mới chính thức là ghi hình ảnh được rất nhiều vùng. Nhưng mà cũng rất mong rằng là trong cái thời gian những cái năm tiếp theo mà còn làm được YouTube và còn có duyên làm được YouTube nữa thì chắc chắn là Thắng sẽ mỗi một năm sẽ phải xuyên Việt một lần để cho nó có nhiều những cái thay đổi vùng miền đi. Chiều đi mình đi đường rừng mà. Đường rừng. Thì khi về thì cho anh em đi đường biển. Thì đúng đây cũng là mùa hè. Thì mình sẽ giới thiệu một số bãi biển đẹp. Đến không chỉ anh em Nguyễn Tất Thắng mà đến cô chú khán giả trên kênh Nguyễn Tất Thắng nữa. Ok. Hay quá. Thôi bây giờ mời các bác sẽ tiếp tục cùng Thắng lên đèo Hải Vân để xem con đèo đó như thế nào. Chắc là cũng có nhiều các cô bác biết rồi, nhưng mà đa phần là những người ở Hà Giang như Tất Thắng là ít được chứng kiến trực tiếp con đèo. Tại vì là đa phần là có người thì đi máy bay này, không thể quan sát, là có người đi tàu này.
không ngắm được đèo Hải Vân, thì các bác xem qua những cái hình ảnh Thắng truyền tải đến. Và bây giờ Canamen ăn cơm nha. Em là vui là gặp anh, cho anh được sức khỏe nhá. Thì em có cái chai rượu Khấu Đèn là cái đặc sản quê Hà Giang. Đấy, sản phẩm này tăng cường sức khỏe rất là tốt đối với các anh nam giới. Đấy, giúp cho người phụ nữ cả đêm này tăng cường sinh lực này, mệt mỏi. Tăng cường sinh lực tối chị đấy chưa gì đã cười. Ông uống mà khen mà chồng uống mà vợ rất là vui. Đó. Vâng. Còn chị thì em có cái sản phẩm món quà cho chị. Đây cái sản phẩm trà thảo mộc tiêu mới giảm cân bên hợp tác xã Dược Liệu Nam Dược Bản Minh sản xuất. Thì sản phẩm này là ô cốp của tỉnh thành phố Hà Giang. Đấy, thì em có tặng chị cái sản phẩm này là có bên trong có 30 túi lọc. Thì mỗi ngày dùng 2 túi lọc để pha với 1 lít lít hai nước, uống hai nước hàng ngày. Sau đó mình dùng tiếp, dùng trong vòng 15-20 ngày thì có cái cảm nhận rất là tốt đối với cái sản phẩm. Đây là quà của em Thắng đến từ Hà Giang. Đây là mật ong Bạc Hà, chỉ có duy nhất trên cao nguyên đá Đồng Văn thôi. Đấy, loại mật rất là quý. Thứ hai nữa là trà San Tuyết cổ thụ. Cây trà này nó từ 300 năm đến 800 năm. Đấy, và thứ nữa là lá đắng, ăn để mát gan. Đấy, em gửi tặng chị. Chúc cho cửa hàng của chị lúc nào cũng đông khách. Và anh chị là gặp nhiều may mắn và cực kỳ là hạnh phúc. Sức khỏe anh nhá. Rồi là rất mong rằng nếu mà chị có bớt chút thời gian mà đi ra được Hà Giang thì vào chơi với bọn em. Em ngoài đó có một cái nhà hàng nhỏ nhỏ tên là Hạ Thành Quán ở ngoài thành phố Hà Giang. Mà đi được là chị sẽ cố gắng nhất định sẽ ra ghé thăm mấy anh em nhé. Ok. Vâng. Bây giờ Thắng xin phép phải di chuyển đi đèo Hải Vân và sang biển Mỹ Khê. Rồi, chị. Cảm ơn mấy anh em rất nhiều nhé. Okay, vâng. Em chúc chị nhé. Nhiều sức khỏe nhé. Vâng. Chị. Vâng. Đây. Ăn cơm xong anh em Thắng di chuyển. Đổi xe. Hôm nay Tú xe đầu kéo đổi xe mới tất Thắng ở đây. Mấy ngày anh em Tất Thắng ngồi xe của Tú Đầu Kéo. Hôm nay vượt đèo Hải Vân. Đấy. Tú Đầu Kéo sang Everest. Đấy, Everest. Đây xe mình đang mơ ước cho nên là mình để sang đây ngồi để mình trải nghiệm với bạn Thắng ạ. Xem mà. Sáng nay đầm hơn luôn đúng không? Ôi xời. Nói như câu của Nguyễn Tất Thắng là tuyệt vọng luôn. Tuyệt vọng. Một xe này nó gấp đôi xe kia mà. Từ đây lên đèo Hải Vân nó còn bao xa nhỉ bạn nhỉ? Mình cũng qua quả núi kia cái là gần đến thôi. Nhưng mà quay phim thì nó sẽ là hơi dài tí. À. Sát chân đèo rồi mình tiếp tục đúng không? Mình tiếp tục đánh giá và cảm nhận của Tú xe đầu kéo lên xe Tất Thắng thế nào? Chỉ một từ giống như Tất Thắng này nói tuyệt vọng luôn. Tuyệt vọng nhá. Nói đùa thế thôi chứ. Bác nào mà chuẩn bị mua xe mà mới gần khúc này thì tìm Everest. Đúng rồi. Cực kỳ là sướng rồi. Này, mình tới, thích mà. Này tới này hãng mấy hãng xe họ lại bảo anh em Tất Thắng là đi quảng cáo xe cho sao. Chưa được cái đồng tiền nào từ bên hãng xe này lại đang ra là hãng xe phải tài trợ đấy chứ còn đem đi xuyên Việt khắp Việt Nam rồi. Chưa có YouTuber nào mà mang đi quay nhiều như thế. Đúng rồi. Khi Thắng lấy Everest cái là sau có một tháng thôi là Thắng đã test xe luôn bằng chuyến hành trình xuyên Việt này đây. Công nhận là đi nó êm, cách âm tốt. Đây là hầm gì? Cái này ngắn đây đúng không? Cái này hầm này ngắn, không phải hầm Hải Vân thì mình không có qua Hải Vân, mình đi đèo mà. Đây là hầm Phú Gia. Hầm Phú Gia. Đi qua đây cái là mình đến thị trấn Lăng Cô. Lăng Cô luôn. Của Thừa Thiên Huế, Lăng Cô cũng là chân đèo rồi. Dạ. Đúng rồi. Mà từ ngoài này mình chạy vào thì còn cỡ mấy km nữa được. Là mình mới tới được. Những cái đoạn hầm này mình đi, mình lại gọi nhớ là mình đi cao tốc Hà Nội Lào Cai nhỉ. Hay gặp những kiểu hầm ngắn ngắn như thế này. Hôm trước mình vào đến Thanh Hóa và đến ấy là cũng tốc. Gặp những cái kiểu hầm dạng dạng như này trên tuyến đường mình đi.
Nhưng mà thấy họ nói rằng là hầm Hải Vân là hầm dài nhất đúng không? Trên đúng dòng rồi. Cái tuyến đi, nhưng mà Thắng lại không qua cái hầm đó. Dài đến 6 km. 6 km. Và Thắng lại đi lên đèo. Mình đi thẳng bạn Thắng nha, đi thẳng đi vào hầm. Đi thẳng là đi vào hầm là... thẳng bên cái đường to này, vào hầm Hải Vân này. Hầm Hải Vân là qua cái núi trước mặt. Thẳng bên này. Đúng rồi, còn đây là mình đi về bên này. Mình đi này là lên đèo. Đường cũ ngày xưa đấy. Đây là đường cũ ngày xưa, còn bây giờ nếu mà đi vào đây có qua cái trạm thu phí đó. Đấy là lên hầm. Còn đây đó anh em Thắng là chọn đường đi đèo. Để đèo để nhìn ngắm cảnh. Đi qua đây là có cầu sao bạn? Đây có một cái cầu bắc qua cửa sông, cửa đầm. Qua cửa đầm à? Đầm Lăng Cô này. Đầm Lăng Cô à? Thế là cầu cũng gọi là cầu Lăng Cô luôn đúng không? Cầu trên kia kìa. Trên cầu... kia à? Ở đây cũng là cái đồng mình... cầu luôn. Cầu này cầu mới hơn đúng không? Cầu trên kia mới hơn. Đây à? Đây khu là cái đầm này đẹp nhỉ? Đúng rồi đấy. Trên trong này là... Cái đầm này là họ đang làm cái gì đây bạn? Họ cũng nuôi một số cá. Cá? Lồng bè ở đây. Lồng bè. Còn bên kia có cái cầu rất cao đấy. Cầu đấy là đi lên trên hầm Hải Vân này. Còn bên này là đầm này. Đầm chủ yếu là nuôi cá lồng bè thôi đúng không? Xung quanh cái bản làng này cũng đẹp nhỉ? Đẹp chứ, dưới kia ngay kia có làng trại kia. Mũi kia ra là đấy là chỗ Vịnh Lăng Cô đấy. Cái chỗ đầm này nó nhìn, nếu mà ai không biết là cứ nhìn đi như ở Thắng này là tưởng nó biển đấy. Đúng rồi. Nước to. Nó cũng giống biển nữa mà nó cũng rộng. Xanh xanh như biển đúng không? Mình chạy một chút chạy nữa. Lên là lên vào đèo ấy, bắt đầu đèo đúng không? Các bác thấy cái khu vực xung quanh đây cũng rất là đẹp, cái khung cảnh cái đầm họ nuôi cá với cả nuôi tôm sao Thắng không biết họ nuôi cái gì nhiều, nhưng mà thấy có những cái lồng cá đấy, và có một cái cây cầu bắc vượt vào để đi vào hầm Hải Vân, tuyệt vời luôn. Và kết thúc cái này là Thắng sẽ bắt đầu vào đèo Hải Vân, một trong những cái đèo mà nằm ở khu vực giải miền Trung hàng đệ nhất hùng quan, thiên hạ đệ nhất hùng thiên quan. Hạ đệ nhất hùng quan đúng rồi, rồi. Nó còn có thêm cái từ thiên hạ nữa. Đúng rồi đấy, có nghĩa là vô địch rồi các bạn. Đây bắt đầu anh em di chuyển lên đèo. Ui con kia chở kia mà mình đi một chậm hơn là mình kẹt đấy. Ui ôi chở lần 4 con máy xúc kìa, con này chở khiếp không, dã man thế. Này vượt đèo này thì chắc là đấy, mấy tiếng mà đây sao nó cứ phun nước lên như này làm gì nhỉ? Chỗ đây để cho người ta xịt nước rửa xe rồi tưới lốp này rồi tưới lợn này, tắm cho lợn này, cứ phụt lên như này thôi, hai bên này thôi. Đúng rồi, tắm cho lợn. Ok đấy, đấy. Đó nào. Con xe này nó dài, con này mình phải tranh thủ vượt đấy chứ không là mình bị kẹt luôn ở dưới này, đường sau này là bò theo luôn đấy. Thế à? Đúng rồi, đây là nó dắt mình đi đấy à? Đúng rồi, dắt luôn đấy. Mình phải tranh thủ. 4 con máy xúc loại 150. À đâu, loại 210. Đây, bắt đầu chân đèo này. Đèo Hải Vân. Đèo Hải Vân này. Trên đèo này là nó có cái gì đặc biệt nhỉ Tú nhỉ? Mình lên trên đến đỉnh đèo nó sẽ có là Hải Vân Quan. Hải Vân Quan à? Đúng rồi, chỗ trên đây thì... đèo này thì nó có gọi là cái đỉnh cao nhất của nó, không biết là khoảng bao nhiêu. Cái độ cao ở trên đỉnh đấy so với mực nước biển chỉ khoảng là 500m thôi. 500m chứ còn cái đỉnh núi mà cao thì thông tin về đấy là mình cũng chưa nắm. Thế còn đèo thì dài là 20 km. Một con nữa này, ôi đấy. Một đôi này. Đèo này là dài 20 km. Ôi con này chở 5 con luôn không ạ? Có vượt được không? Đường chỗ này còn vượt được nữa không? Phải cân cân này. Chỗ nó sẽ này bị dắt đi rồi, bị dắt một đoạn rồi này. Chuẩn bị đây này, ôi ở bên kia nhìn thấy vịnh Lăng Cô đẹp lắm. Lăng Cô, bãi cát kìa, bãi cát đẹp, quên lối về luôn này. Chắc là vượt được lên được rồi đấy không anh? Chứ không là bị dắt đây này, khóc luôn này. Sự đi sau có vượt được không? Vượt được. Mạc Minh đi đèo này lần nào cho em? Nhìn thấy biển Lăng Cô bên này. Đấy, bắt đầu nhìn thấy biển rồi nhá. Biển Lăng Cô bên bãi cá. Không, ra đấy mà rửa người. Không, cái biển này, hôm nay chỗ mình dừng chân. Không, ra Mỹ Khê. Mỹ Khê cơ.
Đấy. Mắt này mắt lẹm. Rửa cả mắt nữa. Rửa mắt cho đỡ đau mắt đỏ. Nước biển nó rất là tốt. Đèo này chắc là để mà so với những cái đèo ở ngoài Hà Giang ấy thì nó cũng chắc cũng không dốc bằng như ngoài Hà Giang đâu phải ông Tú? Đúng rồi. Thế nên là Everest là đi là ok rồi, tại vì mình đã test hết các loại đèo ở ngoài Hà Giang rồi. Xe quài quài tôi đi hết các loại đèo ngoài Hà Giang được. Xe này thì Bắc Sum, Bắc Siếc đi hết rồi. Không ngại. Đấy, đây mới gọi là biển này. Biển mênh mông ở ngoài, nhưng hôm nay trời không được nắng. Hình như lúc nắng anh em mình ăn cơm xong rồi nghỉ ở quán cơm mà hơi lâu ấy. Thế bây giờ trời mát rồi. Nói chung là chuyến này team Nguyễn Tất Thắng đi là còn rất là may mắn vì không có bị gió nào. Đấy. Nhưng mà phải nói rằng là Tất Thắng bắt nắng nhanh kinh khủng. Mà hôm qua thì Thắng ở trên núi, hôm nay Thắng lại xuống biển. Nó cứ chạy rích rắc rồi là cứ phơi nắng ra là nó bắt nhanh lắm. Mặc dù là đôi khi là anh em cũng mặc áo dài tay mới trong nắng nhưng không lại. Ngon thua rồi. Mình mà ở đây chắc khoảng tầm độ, nói chung là không phải ở đây mà Thắng đi chuyến xuyên Việt lần này thì chuyển xuống Quảng Ninh ở luôn. Chuyển xuống mỏ than luôn đấy. Ừ, làm thợ than luôn. Nếu mà đẹp nhất thì mình lên đỉnh đèo sẽ có một cái view. View à? Mình sẽ ngắm được cảnh của bên Vịnh Đà Nẵng. Và trên đấy thì có chỗ mình dừng chân và nhìn thấy được có Hải Vân Quan ở trên. Hải Vân Quan, đúng rồi. Đây là chở cái gì không biết. Đây chở thiết bị đó. Ống nhựa. Nói chung là không, sắt đấy. Cái đèo này bạn Thắng này toàn là những xe cơ giới như này, họ phải đi ngoài này. Thế à? Hầm là họ đi không có được. Nên là tại sao là cái xe mà chở vừa máy vừa ngay mỉa những cái xe như này là phải đi ngoài? Đúng rồi. Không thể vào được hầm. Với hai nữa là xe xăng dầu, xe chở khí hóa lỏng, xe chở lợn, gia súc là không được phép vào hầm, và cho lượn ngoài hết. Đúng rồi. Họ bắt đầu phải ôm rộng sang làn bên này Thắng này. Mình vượt thì vượt được, nhưng mà thôi mình sẽ chạy chậm chậm tí cho anh em nhìn quả chém cái cua này lên. Nhưng mà một cua đấy. Đúng rồi. Cái cua này rất là gắt nữa. Đây là có cây, có anh em đứng suốt ngày săn này, hình như trên này. Thấy không? Chưa biết chừng này. Các cùng đồng nghiệp. Hello, Hải Vân 24 giờ phải không? Anh chào anh Tú nhá. Lên đỉnh đèo uống nước. Thắng có nhìn thấy đường sắt kia không? Có. Vẹt đen đen kìa. Đây, dưới đây đấy. Mình chạy còn 3-4 cua nữa đúng không? Đây này, còn lên cái con cua này nữa này. Ừ. Cua này thì chưa bằng Hà Giang được, nhưng mà cơ bản nó khó là với những cái xe hạng nặng như này này. Khó là khó ở cái đấy. Đây là nhẹ lên dễ, chứ có nhiều khi như mấy xe siêu trường siêu trọng là bò như bốn con xe, như hai con xe sau là chắc là khó đúng không, lên đây chở là máy khỉnh khỉnh luôn này. Vượt được không, căng quá, bật sinh nhan ở trong vườn này. Đoạn đường thẳng nên người ta cho mình vượt bên chỗ cấm vượt, không bật sinh nhan. Bạn kinh nghiệm đi đèo. Thấp con đèo này là các loại đường lòng ngoằng phết đấy các bạn ạ. Nên là tại vì nó có hai đường nữa là đường tàu hỏa. Thực ra nó khó khăn là ở thời xưa đường nó nhỏ hơn, chứ bây giờ là mở rộng rất là nhiều rồi. Đỡ đúng không? Là đường mà ngày xưa không có hầm là đường huyết mạch. Xe cộ thời xưa đi bắt buộc cũ phải kỹ, đi đường này hết cũ kỹ sau thời bao cấp hay thời năm chín mấy 2000 xe là cũ rồi. Xe mình xuống cấp đáng cũ nên là đi đèo này thì mới gọi là nguy hiểm. Chứ bây giờ xe đời mới nó hiện đại rồi, nó khỏe rồi, cho nên là mình đi mình không có gặp phải nguy hiểm bởi đèo nữa.
cái cua ngoãi là đã phải là cái cua gấp nhất chưa đúng đấy, cũng là gấp gắt nhất ở đèo đấy. Dạ. Gọi cua tay áo ấy. Tay áo. Thế thì để mà so với bên Hà Giang thì nó đúng rồi, nó không gấp bằng, nhưng mà cảnh ngược lại thì ở đây có một cái cảnh nó cũng rất là thú vị, tại vì là một bên là biển, một bên là đèo. Còn như đèo Má Pì Lèng thì các bác thấy là một bên là vực và sông Nho Quế, còn một bên là vách đá trắng, vách đá thần. Thì các bác lại thấy nó một cái khung cảnh nó hùng vĩ. Còn đây thì nó một khung cảnh nó thắng cảm đến nó thơ mộng lắm. Tại vì cứ nhìn thấy biển nó thơ mộng mà. Tí nữa lên trên kia anh em mình sẽ nhìn một cái view là xuống thành phố Đà Nẵng. Triệu đô luôn à? Đúng rồi. Đẹp tuyệt vọng luôn. Tuyệt vọng. Chút nữa là mình tới đỉnh nhà bạn Thắng ạ. Trên này á. Đúng rồi. À, ui hôm nay mình được gặp mây rồi. Đẹp quá. Đi dọc Việt Nam theo bánh con tàu lăn qua đèo Hải Vân, mây bay đỉnh núi. Hôm nay đúng là Thắng có duyên rồi. Nên các bác sẽ được chiêm ngưỡng một cái cảnh mây nó tràn qua. Cảnh mây đẹp lắm. Thắng đang cảm thấy phê lại nhớ Hà Giang. Khổ quá, cứ nhìn thấy mây núi là nhớ về Hà Giang. Đây mình lên tới đỉnh rồi. Một chút nữa kia là có mình chỗ điểm mình dừng rồi. Cái lúc chưa đi thì háo hức lắm. Bây giờ đi rồi lại thấy nhớ quê. Cái cảnh mây tràn này là rất là hot ở đèo Hải Vân này. Thế à? Hiếm khi mà gặp được này, đây này. À, rồi. Mình tràn xuống, chạy xuống. Ok, đèo ấy. Đang cảnh mây tràn, các bác nhìn thấy tuyệt vời. Nọ à, tôi đi lên đây còn cũng may mắn được. Đại bàng kìa, đấy, tràn kìa. Đẹp quá. Đây. Mấy ngày hôm nay rồi bây giờ đi lên trạm mây như thế này. Lên đỉnh núi rồi. Đó. Đỉnh thì chưa phải là đỉnh núi nhưng mà hiện giờ Thắng được đỉnh đèo và cảnh mây nó đang tràn xuống đó. Cũng là địa danh mà giáp mà giữa Đà Nẵng và Thừa Thiên Huế. Đây là xong sang bên này là đến Đà Nẵng rồi. Đây là Thắng đã kết thúc Thừa Thiên Huế. Đây mình sẽ dừng chân đây để ngắm. Thắng đã sắp đến giữa của đất nước rồi đấy, đúng không? Đúng rồi. Mình sẽ sang cái quán này để mình ngắm được cả bên biển. Rồi, Thắng đang ngắm mây tí nha. Cái gì anh? Thắng đã lên đến đỉnh đèo rồi. Anh ạ. Khi xuống góc là bấm. Bóp vào đây rồi kéo xuống số 2 thôi. Đây à? Đảm bảo anh Sư còn chưa nghiên cứu à? Vẫn bóp vào kia để xuống số 2 thì anh biết rồi, anh biết rồi. Anh biết rồi, anh biết rồi. Thôi tí nữa đi. Không anh, đây, vẫn bóp vào đây. Không, cái đấy không phải đâu. Tí nữa em hướng dẫn lại sao. Đây là khu vực đỉnh đèo nhá các bác nhá. Xuống bên này nữa là các bác có thể thấy ngay cái gì nhỉ, địa danh của Đà Nẵng rồi. Vịnh Đà Nẵng rồi. Và mình nhìn được cái luôn đúng không? Đúng rồi. Nhìn được cái biển á. Biển luôn đúng không? Mà và mây thành mây phố Đà Nẵng luôn đúng không? Mây này che thì không biết là thấy biển hay không. Anh em đi nghỉ ngơi uống tí nước mát ở đây. Trên này là đây là Hải Vân Quan này. Đây là Hải Vân Quan này. Bây giờ đang quá trình này là người ta cũng tôn tạo lại rồi. Ok. Đấy cho nên là mình cũng không có thể mà hiện giờ đang tôn tạo và chưa được sử dụng khai thác. Đúng rồi. Nên là anh em Thắng không thể vào đây không rồi. Thể vào được rồi. Mình chỉ đi ra sát sát đây chút. Mây mù mịt quá nhỉ. Cảm thấy nó mát mẻ hơn rồi đấy nhỉ. Đúng rồi. Dịu hơn tí nhỉ. Đặc biệt là khi mà mây trôi được đờ lại áng si ca lại bắt đầu ra. Xuân Hữu lại chuẩn bị là phải viết luôn một bài rồi đấy. Nhưng mà thấy nghệ nhân lại giống như kiểu chiến sĩ ra trận quên cầm súng vậy nhá. Viết ra bài à? Thế là tí nữa ngồi yên tĩnh hát đúng không? Bên này à? Mình uống nước bên này à? Không, cũng quán chỗ mình đậu xe đấy. À? Còn đây là mình ra đây ngó nghiêng bên Huế cái trước khi mình trở về với Đà Nẵng. Bên này là Huế, bên này là Đà Nẵng. Đây này, trên này là... đèo là Huế, còn bên là Đà Nẵng. Tu sửa lại rất là nhiều rồi. Đây Hải Vân Quan đây. Đấy, cái địa danh này Thắng trước kia cũng được nghe thấy một vài lần nhé. Nổi tiếng lắm. Nhìn đây là như lục cốt luôn. Đúng rồi. Cái chỗ này thì mây nó bay xuống này. Đâu? Đấy, người ta bây giờ thích cái cảnh mây chạy như kia kìa. Che phủ hết con đường đèo. Nói chung là chiều bên này mình ngắm được đèo thôi. Phần biển. Đây là cái chuyến hành trình của Tất Thắng là đến đây là cái đèo Hải Vân và là một bên là Huế, một bên là Đà Nẵng. Anh em Tất Thắng đã di chuyển hôm nay là được một nửa hành trình của đất nước rồi. Đúng rồi. Đấy, thế là
qua 8 ngày nhỉ? Đấy, đây còn Thắng còn chưa quay về để còn đi Tây Bắc nữa. 8 ngày và Thắng đã đến được Đà Nẵng. Đấy, và không biết là còn bao nhiêu ngày nữa mới hết Tây Nguyên và vùng sông nước. Chắc là dự kiến 16 ngày nữa. Khoảng 16 ngày nữa. Nửa tháng nữa. Thắng có thể khả năng là sẽ kết thúc được vào đến Cà Mau. Tây Nguyên. Thắng dự kiến là Thắng trao rất nhiều quà ở vùng Tây Nguyên. Đó, cái vùng mà Thắng rất ấn tượng từ trước đến nay. Thế nên là có khả năng cái vùng Tây Nguyên, 4 tỉnh khu vực phía Tây Nguyên là Thắng sẽ ở trao nhiều quà một chút. Đấy. Có lẽ mình cũng phải ở đấy tầm một tuần cho đến 8 ngày. Một tuần cho đến mỗi 8 tỉnh ngày. Dự kiến mình sẽ ở khoảng 2 ngày. 1 2 ngày. Tây Nguyên em chưa đi bao giờ. Tây Nguyên á? Chưa đi bao giờ á? Vâng, chỉ có qua xem TV, xem báo thôi. Qua xem các kênh các bác thôi. Khu vực này phượt họ thích đi lắm. Nhiều nhỉ, thích nhỉ, đúng không? Rồi, họ thích đi qua họ đèo này. Xe mầm luôn. Thích đi qua đường này. Mình về chỗ kia ngồi uống cốc nước dừa đi nhỉ. Chỗ xe nhà mình đậu. Đi tiếp. Nghỉ ngơi. Xe anh em về đến đây gần như là ai cũng được nghỉ ngơi đây một chút. Nếu mà bình thường trời nắng dưới kia mình nhìn vịnh đẹp lắm. Bên vịnh kia đẹp lắm, đúng rồi. Nhưng mà tôi sợ là mây bạn ạ. Các bác không biết là có nhìn thấy những cái cảnh khung cảnh nó ở cái đèo này nó đẹp không? Thắng đến đây là đẹp lắm. Có biết anh này không? Có anh Nguyễn Tất Thắng này. Bán khó ở Lèng. Đi vào đây uống nước đi. Em xuống em quay cái xe dưới này cho anh kia tí đã. Cho bằng lên. Chào anh nhá. Rồi, okay. Hôm nay mới được gặp các idol của anh. Anh kênh gì nhỉ? Đèo Hải Vân 24 giờ. Đèo Hải Vân 24 giờ. Đúng rồi. Rất chuyển quay về đèo. Ok. Vâng vâng. Đây là dừa sẵn đấy, rồi đây à? Dừa sẵn đây này. Bạn ơi, nếu bình thường mà không bị cái làn mây đục đục này là mình nhìn nhìn rõ biển Đà Nẵng kìa. Đây là mờ rồi. Còn bình thường là mình nhìn thấy thành phố luôn đấy. Nhìn thấy nhà cao tầng luôn. Đúng rồi, kia. Bờ biển Mỹ Khê kia đúng không? Đấy. Hôm nay bị mờ, bị đục tí rồi. Do mây ấy. Còn là dưới này vẫn là có nhìn được đường đèo. Quay về đây đã bổ sẵn dừa đây rồi. Đấy. Mời các bác đây. Vào vùng này thì uống nước là khoái nhất là uống nước dừa. Rồi, mời cả nhà nhé. Mời anh nhé. Xuân Hữu uống nước dừa và nghiên cứu gia thơ. Đấy. Từ nãy giờ là đi không biết là Xuân Hữu đã suy nghĩ ra được bài hát gì chưa? Tối các bác xem trong video thì cái bài hát nó có hay không? Dừa ở đây hình như không được ngọt lắm. Đúng rồi, vẫn đúng không? Bãi biển đây đẹp quá anh ngọt, ngọt. Tú nhỉ? Hơi chua chua thì đây là cái vành này, vành nó rất là hoang sơ này. Mình rất là thích đi khám phá những cái kiểu mà biển nó hoang sơ như này mà chưa có thời gian. Tí nữa chỉ còn khoảng tầm độ từ đây xuống đấy khoảng 30 phút không? 30-40 phút đấy. Đấy. Thì mình đi đường đèo, mình đi đường phố nó sẽ hơi lâu. Mình mới cả thằng Hữu chuẩn bị mà rửa người mới cả rửa mắt đi nhá. Mắt nó mấy ngày hôm nay bảo anh ơi sao mắt em cứ toét nhèm nó như này. Mấy ông chuẩn bị rửa mắt đi. Cho nó mắt nó sáng, nhìn cho nó xa. Ở đây mình vẫn nhìn thấy được cái đường tàu. Chỗ đỉnh núi nó có cái hầm kìa, núi nhỏ nhỏ ở dưới ấy, có cái hầm. Rồi mình vẫn thấy được đường tàu chạy qua. Biển này đẹp lắm. Đây gần như vịnh nhỉ? Đây là vịnh. Mạc Minh mới cả Hữu không biết bơi đâu đúng không? Hôm nay nhờ anh Tú dạy luôn anh ạ. Thì anh em tự chủ động ở đây kiếm có cô gái nào biết bơi nhờ thôi chứ còn anh tự lo thân anh nhá. Ngoài đấy là lắm nàng hương lắm đấy. Đà Nẵng đẹp này. Ông xuống đây chờ ông tìm nàng hương sóc chuông nhá. Đến nơi xuống biển là mình tính bạn ạ. Các bác thấy hai ông Tổng đi với nhau có hợp không? Tôi với Duyệt nàng hư cho ông. Bạn Duyệt thì nhất trí nhưng mà là mình hay là để tôi chọn cho ông nhá. nhưng mà bạn nhá, mình làm nào làm nhá. Tình cảm của bạn bè mình vẫn phải trên hết nhá. Được đấy. Trên này cây cối xanh tốt mát mẻ nhỉ. Đèo đẹp đấy. Quá.
mát mẻ, lên đây thay đổi hẳn khí hậu. Lúc nãy ở dưới chỗ khu vực quán cơm ấy thì nó hơi nóng một chút. Đấy, khu vực ấy nắng lắm, nóng. Lên đây mát mẻ. Rồi các bác tiếp tục cùng Thắng hành trình xuống đổ đèo và ra biển Mỹ Khê cho anh em rửa người và nhận phòng đêm nay. Thắng tiếp tục di chuyển cái cuộc hành trình của mình từ Huế sang Đà Nẵng qua đèo Hải Vân. Đây là đến đất Huế, à Đà Nẵng này. Qua đỉnh là mình đến đất Đà Nẵng rồi. Đây là đến đất Đà Nẵng rồi các bác nhé. Từ đây xuống còn có 26 cây, 26 cây là đến trung tâm thành phố. Trên quãng đường đi đèo Hải Vân này thì Thắng nhìn thấy những cái cánh rừng với cả những cái phong cảnh tuyệt vời, rất là thơ mộng. Ấy, thanh niên phượt đấy. À, có mấy lần Thắng cứ bảo là ở đâu mà có cái đèo mấy cả cua mà các anh em hay quay, chính là cua này đây, đúng không? À, cua nổi tiếng đây. Các thanh niên đứng chụp ảnh với cả đổ xe máy tạo dáng các thứ đó. Gái xinh bên đèo, anh em là mắt chớp lia lịa. Ngọc Minh có chớp không? Ngọc Minh là không chớp nổi mắt. Mắt trợn trừng trừng. Đây, Thắng bắt đầu nhìn thấy các nhà cao tầng, bãi biển đẹp mê ly ngay phía bên kia. Đây là Thắng đã xuống đến thành phố rồi đây. Đấy, mình thẳng ra bãi biển luôn chứ bạn, hay là vào nhận phòng trước? Mình cất phòng ấy, cất đồ cất điếc rồi mình mới đi ra để xe nữa. Ok, mình mới đi vì khách sạn tương đối là gần biển. Anh em Thắng về lấy phòng xong bắt đầu cất đồ, rồi bắt đầu thay đồ tắm, đồ bơi. Sexy the lady. Anh em đi rửa mắt rửa người. Mạc Minh nó chờ đợi háo hức lắm này, lâu lắm rồi đấy, không cho vào biển chuyến này, nó bỏ về giữa đường luôn các bác ạ. Lại thật quen thuộc, xuống Đà Nẵng hết là đi ngay. Đây mình đang chạy đường ven biển. Đây anh em Thắng đang tìm đường về khách sạn anh nhé các bác nhé. Bên kia là sông Hàn Thắng ạ. Tí nữa mình sẽ lên cầu sông Hàn nhé. Sông Hàn. Cầu sông Hàn là cầu Rồng nhé. Đúng rồi. Hay mình lên cầu Rồng nhé. Cầu Rồng. Thế mình đi cầu Rồng đi. Đúng rồi. Đây, dọc cái tuyến này sắp đến cầu Rồng ở đây đúng không? Đúng rồi. Hơn 1 km nữa, nhưng mà nhìn Đà Nẵng quá là phát triển nhỉ. Đúng rồi. Sạch sẽ, đẹp đẽ. Đẹp, thành phố trong sạch, mát mẻ. Người ta nói là Đà Nẵng là thành phố đáng sống mà, đúng không? Đúng rồi. Trước mặt đây đúng không, là cầu Rồng rồi đúng không bạn? Đúng rồi, thêm một cái đèn xanh nữa mới tới. Chiều anh em mình đi giờ này, giờ cao điểm rồi. Nó hình như là nó có buổi ngày thứ mấy nó phụt lửa mà đúng không? Tối thứ bảy. Tối thứ bảy. Tối thứ bảy là sẽ biểu diễn phụt lửa. Hy vọng là chuyến vòng ra căn được đúng ngày cho Thắng. Bác ạ, bây giờ Thắng là muốn quay cho các bác xem là rồng phun lửa. Rồng phun lửa và cái cầu cầu quay. Cầu quay nữa. Cầu xoay, tiếc quá. Hôm nay lại là thứ năm. Mà ở lại đợi lâu quá thì không được. Thắng cũng đã từng đi chơi ở thành phố Đà Nẵng này vài ngày rồi, nhưng mà vào hôm đấy thì cũng là vừa hôm trước là phụt lửa. Đó, thế là ở cái hôm thứ hai đến thứ tư, thứ năm, thứ sáu là lại phải quay ra Huế. Hôm nay thì cũng sớm không, quá đúng không? Hôm nay thì lại sớm quá, hôm nay mới là thứ năm. Mai là thứ sáu thì Thắng phải di chuyển rồi, không ở lại nữa. Mà người ta nói là tối thứ bảy và tối chủ nhật là cầu mới quay, rồng mới phun lửa. Đấy, như mình đi bên này là đuôi cái đuôi rồng đúng không? Đúng rồi, ra đầu kia là đầu rồng ấy. Mình đi từ hướng này về là đuôi rồng, Thắng đang sang bên khách sạn. À, khách sạn này bên này là sông Hàn đúng không?
đấy mình cái cầu này bắc qua sông Hàn. Ừ. Nếu mà bên tay trái kia thì nó mình nhìn sang là cầu quay sông Hàn. Ừ. Đèn xanh đèn đỏ. Người ta nói đâu? Đà Nẵng không tắc đường. À, đường tắc rộng ít, và thoáng ít khi bị tắc đường. Nhẹ nhẹ thôi, nói chung là di chuyển chậm hơn những cái thành phố khác là cái điều đó. Hay là có thể là người mật độ người dân cũng chưa đông đúng không? Không đông chứ, nhưng mà đường xá Đà Nẵng là tương đối rộng rộng và thoáng. Đây là cầu Rồng đây. Cầu Trần Thị Lý, song song là cầu Trần Thị Lý. Bên kia đó. Bên tay phải, và bên tay trái là cầu quay sông Hàn. À. Mình chạy thẳng đây cái là đến bãi biển Mỹ Khê luôn. Bên kia đó. Đấy, bây giờ mình chạy thẳng đường này ra cái bãi biển Mỹ Khê luôn. Ừ. Đây, đầu dòng bên này. Mình đến Đà Nẵng mà nghe buồn ngủ hay sao nhỉ? Mình em đang ngắm dòng phun lửa. Dòng bây giờ chỉ có phun lửa. Lửa phun. Bây giờ dòng chỉ phun đây, nắng thôi. Tối đây. Chắc tối mới có phun lửa phun. Ừ, đây đầu rồi. Mà may phun trời đây. Có nắng đấy, chứ là đi đến biển mà trời mưa thì thôi đấy. Đúng là Đà Nẵng có khác. Cánh chim Phượng Hoàng. Phượng Hoàng lửa. Đây sẵn sàng đây tí nữa mình tắm ngoài này đúng không? Đúng rồi. Ừ. Để cất đồ á. Em Thắng ngủ đây. Giờ đi ra biển cho anh em rửa người. À đây à. À có ngõ đây. Rửa người nhá. Anh em đi rửa người thôi đấy. Mặc Minh lấy quần áo chưa? Em đây rồi. Cạnh Mường Thanh ấy. Đúng rồi, trước cạnh Mường Thanh. Anh em đi gần giải ngố tí. Đó, Mặc Minh Xuân Hữu. Để các anh em đi. Có đường đi bên này này. Ngách bên này anh em ơi. Bơi biển đây. Đấy, anh em ra biển chơi tí xong là tắm rửa xong là tối đi ăn cơm. À, Thắng vào một nhà của một người anh. Anh ấy mời nhóm anh em Tất Thắng về nhà ăn cơm. Đi đến đâu cũng có người quý mời ăn cơm. Ngại quá. Ấy, đông quá cả nè. Từ từ thôi, sự taxi dù. Anh em đi bơi thì anh em nói là tự lúc này là thân ông nào thân ông khác lo nhá. Tôi không liên quan thế nào ấy. Các ông hoàn toàn chịu trách nhiệm ấy nhá. Em với tổng em đi cùng nhau. Đấy, cái gà mát mắt rồi đấy. Mang quần áo ra không? Mang quần áo bơi không? Hả? Kìa, đi lên trên kia đi. Trên này
lượn vòng bờ biển Mỹ Khê. Dù ấy, chỗ này nhảy dù ấy. Tuyệt vọng luôn bạn ơi. Ông tuyệt vọng luôn à. Đây đấy, chỗ này là tắm được rồi. Ờ, chỗ này tắm đông thế nhỉ. Rồi bạn này đông nhỉ. Cái này phải giật người ra mới bới được cát này. Mấy ông có xuống bơi không? Vào đây. Ra chỗ đông đông này bơi này cho sướng này. Ủa, bãi đông thật đấy. Không tắm à, cứ đi chơi thôi à. Lượn vòng ra à. Lượn vòng anh ạ. Mắt là không nhìn thấy gì nữa rồi. Đông quá anh nhòn. Anh Sự, thế nào anh Sự ơi? Ở đây là bây giờ anh nhìn thấy nước nó rộng lớn này là anh em mình muốn bơi cũng bơi được ra xa đấy. Sướng nhờ, ra lúc ra biển nó khác à. Thích không? Nói anh em mình xuống là xuống ngay không khí lạnh. Chỗ này được ngày tập quán gì cả. Một chút không khí là ghét luôn. Em á à. Biển Mỹ Khê đông rồi. Mà các bạn thấy là bãi biển này nó thuộc hàng rộng nhất. Đội đấy là bơi ra ngoài cái vùng ấy, ngoài cái vùng phủ sóng, vùng được bơi, đúng hiểu không? Anh em mình là bơi ra khơi luôn. Họ phải quay như thế thì họ mới có người trông. Đấy, biển cấm nguy hiểm này. To quá. Một con sông này, hai cái là có thể chỗ này là một dòng nước cuốn ra ngoài. Đúng rồi. Đấy đấy kia gà chụp ảnh kìa, chụp ảnh kìa. Chụp ảnh nhé. Rồi thắng đi biển chơi đây tí nhá nha, xong là thắng sẽ tí nữa đi vào một nhà của một anh ăn cơm trong đó. Biển Mỹ Khê đẹp quá. Đấy, trên này lại tiếp tục một bạn nữa tắm. Đây bây giờ anh em thắng tắm rửa xong rồi. Đấy, đi biển đi biếc mát lẹm rồi. Và bây giờ anh em thắng lại tiếp tục đi vào nhà của một anh. Đấy. Nhà cao quá, đến 30 tầng phạt bây giờ. Tối nay thì thắng sẽ ăn cơm ở đó và sáng ngày mai sẽ chạy sớm đi Kon Tum. Ở trên đó thì có một người bạn của bạn Tú lại làm phi tiêu. Tiếp tục trên đó. Về những cái vùng đất dưới này thì thắng nói thật với các bác là không phải sở trường của thắng lắm, tại vì thắng nó phải quen với kiểu vùng núi hoang vu cơ. Về đây nó sầm uất quá, mắt cứ là sắp nổ hết. Thắng phải lên Tây Nguyên rồi. Đấy,
buổi tối ở Đà Nẵng đây. Kia là vòng quay mặt trời. Đợt mình lên say sắp chết. Thế kia hả? Ừ, ông sự mà lên đấy thì thôi rồi, ngất luôn đấy. Anh còn yếu tim nữa. Nhìn ở xa nó to thế này, mà gần thì to lắm anh nhỉ? Ừ, to, kia nhìn thấy thôi 300 mét so với mực nước biển. Cái đấy nó quay chưa quay như kiểu nếu mà ngồi được trên đấy là lái được máy bay đấy nhỉ? Trước khi mà đi tập lái máy bay thì người ta thường cho đi những cái đó thử trước. Nếu mà, mai, nếu mà ông nào mà không chịu được thì thôi loại luôn. Mai cho mấy anh em lên thử tí đi. Nếu mà mình không lái được máy bay đấy thì mình lái máy bay ở trên mình ấy. Nhưng mà mình lại phải đi rồi, không ở đây nữa. Bây giờ buổi tối thì họ lại không cho đi. Thôi chúc bạn may mắn rồi. Chắc chắn được. Sắp đến trường bạn. Gần đây, bản đồ đây, có bản đồ đây. Bây giờ vừa thôi đường của nhà người ta đó. Không đi được mà. Từ từ để xuống bỏ. Đây rồi. Bị khán giả đón anh em Tất Thắng rồi. Nắp mic em ơi. Anh em xuống đi để quay đầu lại đầu. Ừ. Em thấy cái địa chỉ của anh như là trong nhỉ, trong xóm nhỉ? 28 Vũ Biên này. Xóm ở đây nó khác thật đấy. Nếu mà trên quê mình thì đúng là xóm là nó hoang vu quá. Đâu mà cũng được là. Anh làm nghề sửa xe. Anh làm nghề cứu ô tô. Cứu ô tô. Sửa nhà luôn rồi. Cứu ô tô là mình lưu động nhá. À, cứ tay sở mình đây là mình đây, rồi đây là mình sửa, mình căn chỉnh, mình lên ok. Dạ anh đẹp. Hả? Chào bánh nha. Dạ. Rồi. Ông mày chưa? Ngồi chơi. Rồi vâng. Không không có đâu, đâu bình thường á. Rồi rồi, chào con câu ghi anh giữ mình nhất là vâng, chào chị. Em chào anh nhé. Vâng, em chào chị ạ. Chào chị ạ. Chào chị ạ. À, lúc mình ngồi đây nghỉ tí cho mình ngồi góc. Rồi, bà đây cũng đóng cửa. Bị bụng quá. Nghệ nhân cầm đàn chưa? Biết đâu. Nghe biết. Đúng rồi, cầm đàn đi, tí đàn cho anh một bài. Từ tập 1 cho tới tập 11 rồi. Vâng, hôm nay tập 13 rồi đấy anh ạ. Vâng. Hôm nay là mà chưa, em đi được là nửa chiều dài đất nước rồi. Tập 13 là... Hôm nay cái YouTube hả? Vâng. Ở đây. Em chào anh. Bọn em có ít quà của Hà Giang. Giờ đấy à, đây là sản phẩm rượu khấu vai lèng. Nước mạnh, lá đắng với mật ong. Lá đắng, mật ong, chè xăm tuyết. Thì anh em đến đi. Đấy. Như đây thấy biển Đà Nẵng đâu không? Dạ. Biển Đà Nẵng đâu không? Biển hôm nay ra cũng đông. Nếu mà như kiểu là hôm nay ngày nghỉ mùng 10 không phải để vào mà đừng nghỉ nghỉ. Vâng. Đây là con gái anh à? Không, đây là cháu. Cháu à? Cháu con của thằng cháu. Con của anh. À. Giờ hai bác mà đi chơi đó. Đây à? Con của anh lớn chưa? Ừ, lớn là 14, bé nhỏ đại học năm 4. Thế à? Đây đây đây. Cháu rồi. Mời ngồi ra. Đâu đâu vô mời em chào chị. Mời mẹ lên đi cho mọ. Chào chị ạ. Taxi vô. Anh ăn. Thầy ngồi vô đây. Dạ 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 vâng. Anh xưng taxi vô. Taxi vô đấy. Chính là thiếu hảo. Hảo quay đầu ra rồi anh. Dạ vâng. Vâng. Anh hỏi một chút công việc. Cái ngày của nhà anh như anh cũng thích chơi đồ gỗ nào đúng không? Thì nói chung hồi đó thì mình cũng thái mình thích thích cái đồ gỗ luôn. Vâng. Vâng. Đẹp quá. Còn cái này hình như là sao? Cái này là cũng như là cái đồ gỗ. Nhưng mà mấy đồ này này? Đồ gỗ. Vâng. Công cụ thần tài này. Tóc gập tiền này. Lục bình này. Nói chung là mình cái đồ này thì cũng được là có một em nó cũng như là lai á. Thế à? Thấy rồi nó nặng. Mua. Vâng. Từ ở chỗ bọn em nghỉ là về đây cũng mất khoảng 30 phút chắc. Cái lúc mà bọn em ra chỗ cầu ra ấy là nó hơi bị tắc một tí.
Anh biết mà, tại vì nếu mà trong buổi chiều đây anh gọi là em vừa bước vào cửa đông lắm. Vâng. Hôm nay cũng đông. Với lại mình đi là do theo cái Google Maps kìa. Thế còn nếu mà mình biết đường mình đi thì nhanh. Vâng. Đây anh sửa xe linh động là ai biết là gọi à? Xe tải anh, xe tải đầu kéo các loại gì cái này là kinh nghiệm cao lắm. Ừ. Mình là chỉ làm đơn cơ thôi. Vâng. Ừ. Mà đúng rồi, mỗi người làm một mạnh thế mạnh rồi. Mình đi học định giống như là cha dầu á, một cái bếp bơm dầu ấy. Cũng vài năm nữa nghĩ là máy đâu. Anh là năm mấy tuổi rồi? Năm 2 à? Năm 2 các bạn phải gọi chú. Ừ. Anh đưa nhờ. Đúng rồi, tại sao mua đũa là anh kìa. À, sống như ở người kia. Vâng. Không, nhưng mà nếu mà như vậy anh vẫn ít hơn bố mẹ em 12 tuổi, 13 tuổi. Nên là em vẫn gọi anh bằng anh xin lần. Thì ra anh cũng hơn em có mười mấy tuổi. Đúng rồi, có 14 tuổi. Mình đi 87. Vâng, em 87, Tú 87. Anh Sự 76. Còn đôi này thì 9 mấy rồi. Mạc Minh thì vẫn đầu 8. Mình tốt rồi. Nhưng mà còn, em 89 ạ. 89 chính là tuổi quấy đầu 8 á. Vâng. Nút. Thì thôi bây giờ đi, anh mời anh em lên nhà. Vâng. Ở đây cái thằng mình đi. Vâng. Vâng. Thôi mình đến cái này, lên mình uống luôn mày. À cũng được. À được rồi. Thì anh có hỏi mình lấy giờ không có mua, không phải làm mà mình đủ ăn. Đâu rồi? Xem rồi, để em. Có cái khấu đèn giả này. Đâu? Có khấu qua đèn giả. Đấy, hôm qua từ hôm qua ở trong chỗ nhà anh Bắc kia cũng có người mua hàng giả. Tại vì là hôm nay là nào mua mà cứ phải điện cho tất cả anh cả cái Facebook á. Vâng. Anh có cái đoạn mà mình với lại Sao TV á, cái chị là một cái cô đó mình đăng ký. Vâng. Là cái này bây giờ cần những có cái vỏ đâu? Do đây là mình có cái vỏ đây không? Do đây mới biết vỏ này là tại vì vừa đâu bác nào mà mua ở trên Facebook ấy là vớ vẩn là dính giả ngay tại vì có bốn năm giả á. Vâng. Nó đưa lên cái thông tin là hồng gió hồng thật không mình mới biết hiểu không? Đó, cho nên còn giữ được cái tem đây này biết là gió cuối cùng là do là hàng giả nhá. Đấy, đấy. Hôm nay bây giờ là chính thức đây là hàng giả như này, bắt được hàng giả luôn, hàng giả luôn này. Ừ. Cái số ui cái số giống y hệt nhá, như vậy đó. Anh mua hả? Số của em là 096 nhé, số này nhé, 0969 466 357, đây là 0942 889 357, đây là sai hoàn toàn này, số giả đây đấy. Còn đây số của mình là 0932 242 866, nhưng mà cái này nó là 0934 617 866. Đây cái đuôi người đâu anh có coi cái đoạn mà số của em đây đúng không? Đấy, đây xem là cái giả nó như nào. Mai ngâm được lông chưa? Được thoát rồi này. Ồ. Mày lấy cái không lấy cái bút cái bá lên mà. Xem cái bá nào. Không cái mùi đâu khác này. Uống đâu? Không giá bốc quá. Mùi khác. À bây giờ lấy ra uống thử mấy cả thật xem nào. À đúng rồi, uống nhỉ. Đúng không? Xem thật mấy cả giả. Không. Có bên anh là do em ấy là cái chủ cái sản phẩm này là cái tên này em được của ông truyền lại. Còn bây giờ các một số nhóm người, một số đối tượng ấy, họ sẽ nhằm họ trục lợi ấy. Họ sẽ giả mạo cái từ khó bên ảnh đó để trục lợi. Còn bên sản phẩm này em thực sở hữu quyền sở hữu trí tuệ là ba từ khó bên ảnh thuộc quyền sở hữu của riêng của mình em. Đấy. Mà bài thuốc này em được truyền từ năm 2014 rồi. Đến năm 2019 là bài thuốc được Sở Y tế tỉnh Hà Giang làm thứ nhất bài thuốc gia truyền. Đấy. Đây là mình không biết là rõ là cái sản phẩm như nào nhé này. Đây một số cái dược liệu này hoàn toàn là không đúng này. Đấy. Vâng, không phải của mình. Đấy, mà không, cũng không biết là nó là cái cây thuốc gì, cây dược liệu gì. Chẳng may uống mà ngộ độc thì chẳng sao. Đó. Bữa chừng uống liền. Nên là đây là không mà đây hắn có cái đặc tính như thế này. Uống vô làm tê cái đầu lưỡi đó, nhưng mà hắn gai buồn ngủ rất là kinh khủng. À thế à? Tê đầu lưỡi à? Thế là thuốc. Ui, hạt nào tê lưỡi hết. Thế nên là nếu mà bác nào hiện tại bây giờ thì cũng
và mình cũng được đồng hành cùng anh Nguyễn Đất Thắng. Thì các bác mà yêu thích kênh của anh Thắng này cũng tin tưởng anh Thắng, hãy liên hệ qua số anh Thắng 0982933933 để nhận được hàng thật và có mã và có tem chống hàng giả luôn. Còn cái này là bố rối vẩn vẩn nhé. Sản phẩm của hợp tác xã Dược Liệu Quảng Ninh. Cái này chất bỏ. Cái bỏ anh ạ. Nhá, bỏ nhá. Đừng có uống, anh uống. Đây, anh lên uống cho anh đi. Để có thể là anh liên hệ chỗ khác để anh lấy cái. Không, chính em đây, mai em sẽ bảo các em gửi một biếu lại bác một túi khói bài lèn chuẩn của mắm dầu mắm linh. Cái này là vừa đó anh mua anh. Cái này là năm thon này. Em vừa nhá rất đắng nha, anh sự nhá được chưa? Hành trình đi xuyên hành của anh Thắng thì mặc linh. Chưa nhá em. Trong hành trình xuyên hành của anh Thắng ấy, mặc linh cũng đem được cái nhiều cái túi có bài đẹp đi giới thiệu cho các chú các bác mọi người. Nên là qua quá trình hôm nay cũng đến đây là Đà Nẵng rồi. Thì ở đây cũng rất nhiều bác đã mua sản phẩm. Đây cái này là giả mạo nhá. Đó, giả luôn giả mạo này. Đấy. Các bác là cứ gọi điện cho hàng xinh gái thì sẽ gửi cho, đấy là hàng thật. Đấy. Đấy. Bây giờ cho các bác lên dùng cơm. Đây hôm nay cho anh uống hàng thật. Tối anh sử dụng luôn. Vâng. Anh em. Vâng. Chơi bài bố. Cái đó là 5 đến 7 ngày nhưng mà có hiệu quả luôn. Đấy, mai là em sẽ bảo các em sẽ ở nhà anh Hợp Tác Xá sẽ gửi phiếu lại anh một túi có bài đẹp chuẩn. Sân này đẹp, mát. Ở đây là một cái không gian đẹp. Mát. Ngồi đi anh Sư. Mời anh nhá. Mời anh ngồi vào đây. Em còn chưa biết tên anh. Vâng, anh Tài. Quan Tài không xong. Được. Hôm nay thiếu em ạ. Cảm ơn anh hỏi thiếu. Bác ơi, cháu người bác ngồi đây. Thiếu. Bạn đang ngồi đây. Anh em mời anh vào dùng cơm ạ. Đây là giới thiệu với bác là ông anh rể. Anh rể. Cảm ơn ạ. Thế thì mình sẽ lấy ngồi sát sát vào đây để cho anh Tài ngồi đây, đây, đây à. Chị lên ngồi đi chị ơi. Dạ. Em mời chị vào đây luôn ạ. Chị vào đây luôn ạ. Gia đình ạ. Em mời. À để em lấy bánh tráng. Đã cả bánh tráng này là bánh tráng. Ở đâu nhìn kia? Bánh tráng á. À bánh tráng. Bánh đơ, bánh đơ. Đấy, cái sản phẩm có bài lèn của em ấy. Cái này là cũng. Có cái tem chống hàng giả này. Công ty các bác là xây hàng nhá. À, đèn này là cao này. Này. Xong dùng cái phần mềm Zalo. Sau đó thì check lại cái mã QR này. Đấy, ở trên nhãn bao bì hoặc là tất cả sản phẩm đều có tem chống hàng giả. Anh biết làm của em ơi, vừa đó anh nhận anh đó là hắn cũng bị là quẹt cái mỏ này nè. Anh cũng đưa vân quẹt nhưng mà cũng vẫn nổi y lên là của có và làng cũng mộc minh đồ đầy đủ nói chung là. Nó cũng thiếu một cái gì đó á. Đây nè. Nó vẫn còn này chứ. Đảm bảo nó tinh vi lắm. Nó tinh vi lắm, bây giờ đấy, sản phẩm của mình phải như này cơ mà. Đấy, sản phẩm thật nhìn nó luôn vẫn khác thật. Nhìn cái màu nước cũng khác. Chết thật. Nếu bác nào mà muốn mua cái rượu này ấy, thì gọi điện cho số điện thoại trên màn hình của vợ Cương ạ. À, mua trực tiếp cái rượu này uống luôn. Cương ạ, không phải hắn nói ra là cái nào thật, cái nào giả. Đúng rồi. Còn không thì các bác mua về có thời gian thì các bác ngâm. Khoảng sau tháng, 2 tháng các bác bắt đầu uống rồi. Tùy của các bác, để lâu quá sợ hết hạn sử dụng. Đấy, gói giả mạo nhá. Đấy, giả tiếp này, đây nha các bác nhá. Đây là giả mạo, đây, tiếp tục gói giả. Đây của ai bác? Mua à bác? Anh Tài, cái này của ai mua? Rồi, đấy. Thì cái gói nó cái gói mua chập đâu. Nó giống hệt luôn nhỉ. Giống hệt luôn đấy. Giả như thật thì bởi. Cứ gọi là người đó là do giả. Do là mì chính. Có như vậy là nó có cái này thành chính. Có bảo vật nữa mới đúng. Vâng. Ôi anh Tài vẫn còn cái xe ở này à? Cái xe cưới wow. Vợ xong mua đấy chị. Cưới vợ xong rồi mua cái xe này đấy. Tấm 50 nhỉ? Tấm mốt. Tấm mốt. Cuối đời ấy. Sau là còn có con 82 nữa. À, con này 81. Nhưng mà thời anh mà cưới vợ anh đi con này thì hào quang là cứ phải tỏa ra. Anh, đây là cái gói khấu lành 5 thang đặc biệt. Đó. À, và có loại đặc nó biệt có cái cái mã QR đầy đủ này, có số lô sản xuất này, hay là sản xuất hàng sử dụng này, đấy có tem đầy đủ thông tin này, đó. Ồ,
nhìn thấy cả máy bay kìa. Ừ, đấy, máy bay nó ngồi là máy bay bay qua đầu. Đây là máy bay bay xuống. Wow, rồi. Em đang đi đường ngắn đấy người. Đẹp quá đi. View rồi. Nó cả cái máy bay bay. Quá nhỉ. Tuyệt vọng nhất là thắng. Tuyệt vọng nhất. Anh Tài là người gốc ở đây luôn à? Anh thì ở đây nhưng mà gốc là ở quận Đông. Nói chung là cách đây về tới nhà ông giờ thì cỡ 15 cây. Thế à? Vâng. Gần mà. Thôi cho em xin phép được cắt lời chút nhá. Thứ nhất là một nhóm của em là có em là Thắng. Bạn này là bạn cũ, đầu kéo người lốc anh biết rồi. Anh Sự, các xin rùi. Bạn Mạc Minh, Hấu Vai Lẹ. Bạn Xuân Nít Hút Đàn Tính, nghệ nhân trẻ. Còn hôm nay thì bọn em đến đây thì cũng được anh Tài mời đến nhà chơi ăn cơm với cả gia đình anh. Thì em rất là cảm ơn anh và gia đình. Chúc cho anh và gia đình lúc nào cũng sức khỏe, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Và rất mong rằng là sẽ được mời và đón anh chị ra Hà Giang chơi với bọn em. Và Hà Giang, Hà Giang thì em nói với anh là một cái vùng mà có những cái khung cảnh phải nói là đẹp nhất Đông Nam Á. Có những cái dãy núi và có nói chuyện với em đây này, tại vì cực coi cái cây của em nhiều quá cho nên nói chung là anh chưa đặt chân tới Hòa Dân nhưng mà anh nhìn là anh cũng biết là rất là đẹp. Nói chung là mình nói chung mình cũng muốn lắm nhưng mà đều cũng chưa. Nhưng mà anh xem kênh của em lâu chưa? Anh xem kênh anh cũng được 3 năm rồi. 3 năm rồi. Thế thì chắc là anh xem vào cái thời lũng cáng đúng không? Lũng cáng đón dạo. Diễn viên điện tử đấy đúng không? À, diễn viên điện tử phải đi. Thế thì anh cũng biết hết các nhân vật rồi. Biết. Vâng. Nhưng mà anh cái thời gian sau quá nhất là chưa có chỗ bờ rồi. Mà việc ở trong rừng ăn măng á. À, đó. Quá nhất rồi đó. Ví dụ mỗi khi mà ví dụ thấy một vị ngài. Những người neo đơn và rất là cực khổ trong rừng. Mà đang vang đưa anh là khóc yếu không ạ? Vâng, em thì bây giờ thứ nhất anh là anh Phúc thì cũng đã đưa và đi cứu một lần rồi. Bây giờ thì em lại đi vắng không ở nhà. Anh Phúc ở là nói chung là anh hư á, nói thật. Em cũng nói cái lần trước là em đưa cứu anh chỉ là cứu lần này thôi. Nhưng còn anh về cái cuộc sống của anh mà anh không giữ gì mà anh cứ uống rượu thế. Thì không ai chịu được đúng không? Bây giờ có thân người ta đã cứu sống rồi thì cho mình rồi nhưng mà mình không giữ mình nữa, về nhà vẫn cứ tiếp tục uống rượu, không chịu uống thuốc. Thế là chịu thôi, nhưng bây giờ ai giúp nữa. Nói trước rồi. Đôi khi chuyện kiện quá rồi. Và cái chính cái đợt đấy nhá là em vào đấy nhá là trưởng thôn với cả và bạn Xì với anh Hồng còn nói em là cũng chẳng cần phải đi cứu chữa đợt đấy. Nhưng mà chính là em rất thương anh đấy thì em cũng nói luôn trước khi đưa đi cũng nói với anh là em chỉ cứu anh lần này thôi. Không, với lại nó cho đúng có hoàn cảnh nhà nó khổ quá. Ví dụ sau này bà máy bà mất rồi á. Cô dở cái đường như thế nào, có thiệt tình. Bây giờ thì trông chờ một cái đứa bé mà nó 5 tuổi cái thôi, sau này nó lớn lên thì... Em chào anh. Vâng, em chào anh. Mời anh vào dùng cơm. Vâng. Anh chào em ạ. Cái tiểu của Thắng là đây là thằng em út, thằng em thứ 7. Thế ạ. Chào cả nhà. Chị Lệ ngồi đây. Vâng, các chị vào hết đây ạ. Anh chị vào. Không được nha. Không, mời đi cho. Vâng. Ly tí nhỉ? Dô tí nhỉ anh Tài. Vâng, anh Tài lái xe. Nào. Hai bạn này lái xe hả? Anh. Nào. 1 2 3 dô. 2 3 dô. 2 3 hú. Đây các bạn nhúng thử khóng hai đèn xem nó có khác cái giả không? Uống gì là có lèn à? Vâng, lèn là sức khỏe anh ạ. Ở mình là lèn là khác. À, của em là lèn và sức khỏe. Khỏe ở châu á. Nhưng mà khóc hẳn 100%. Vâng, khóc hẳn 100%. Khác hẳn luôn đúng không? Vị khác luôn mà.
Thôi em mời các anh nhá, em mời chị nhá. Dạ. Có mấy lần nhưng mà tôi có mấy chút lắm. Mấy đây nó tê cái đầu lưỡi. Vâng. Tê đầu lưỡi. Tê đầu lưỡi. Tê đầu lưỡi kinh lắm. Còn buồn ngủ nữa. Tê đầu lưỡi anh, nó là hiện tượng bị ngộ độc ấy. Tê đầu lưỡi. Vâng. Là nó có một số loại quả là tê đầu lưỡi là nó hiện tượng. Thôi mời cả nhà nhé. Vâng, mời các anh các chị nhá. Mời đồng tự nhiên nha. Em mời anh nhé. Nói chung là mình cái này mình cái này đi. Vâng. Nhắm tới đây rồi tới nữa. Tí nữa anh nào, anh em nào ăn cơm thì có cơm, anh em nào ăn mì thì có mì. Nói chung là vô Đà Nẵng thì mình phải ăn thử đặc sản Đà Nẵng rồi. Em ấy chị dùng cái này bác ạ. Bánh đóng thì theo. Cái này cuốn nhá. À bánh đóng cuốn. Cái này làm như nào nhỉ bác nhỉ? Thì đứa đó em bỏ rau sống lại cho em bỏ thịt lại. À. Cái này có nhúng nước rồi, cần nhúng nước. Cái bánh đóng này. Bánh đắng ở đây của bánh đá ở kia của bánh đa đấy. Cái nào nóng này phải quay ngược lại cái này. Cái này là anh cúng cái này này. Anh đợi xíu để lấy cái cúng cái đầu sống đây. À, đầu sống đây. À. Đây là rau sống. Rau chuối. Chuối. Chuối cài. Chuối cài. Cây chuối. Đây. Thịt heo. Thịt heo. Thịt heo này là nướng này. Ăn xíu. 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 Xá xíu. Xá xíu là. Chấm nước mắm ạ. Chấm nước mắm. Là chấm với cái nước mắm này. Vâng. Còn cái nước mắm này đây là một cái chén của anh mì anh lọt mắm rồi. Đó. Cái chén cơm này bác. À không được rồi. Vâng. Không để đấy được anh ạ. Em không ăn nước mắm. À. Rồi có lọt không? Đấy thử. Lọt không? Có lấy tí muối. Không rồi. Không để đấy được anh ạ. Chiên dơi ăn muối hộp mà. Ở trên bảo em là dặm chấm luôn anh ạ. Mỗi một cho nó đầm vị. Vâng em gọi cái này là chén. Anh gọi chén. Đây là mình, cái này là chén. Vâng. Vâng. Còn cái này là cái tô. Tô. À. Cái ly còn là cái cốc. Ừ. Vâng. Không. Uống vô túi lẹ. Vâng. Để chương trình là khi nào mình đi cũng không? Sáng mai em đi sớm. 5 giờ, 6 giờ là em phải đi Kon Tum. Em ở trên đấy chắc là 3-4 ngày. Vâng. Cũng tầm 2 giờ lại. Là... Vâng. Có vùng là những cái vùng đấy là đấy bảo khó khăn hơn cả. Ừ. Chắc em ở lại lâu lâu chút. Có ít quả cho bà con. Nhiều nhiều tí. Rồi em muốn thương anh Tài tí nhỉ. Cảm ơn anh. Nay được đến nhà anh tuyệt vời. Cũng là chỉ là qua mạng chấm công thôi. Cháu xin phép mời người bác này thăm mời anh chị. Nhiều người quý mến anh em. Cháu giới thiệu với bác với anh chị là cháu là Hà Giang. Em cháu ở Hà Giang. Dạ. Anh 83 anh đã bảo em là 90 người trong này trẻ ấy, xin tặng Hà Giang ông kính không vâng vất vả ông kính là Hà Giang à dạ cầu kính không phải cầu kính là Sơn La vâng Sơn La trẻ vâng giờ đi ra vừa cầu kính lúc anh em mà còn Hà Giang là cột cờ có cái cột cờ à vâng lúc anh em còn lại thì định mai là đăng ký đi bình hòa chơi à của em là mai nhận xin phép rồi đi ra Sapa. Vâng. Nếu mà cái này em tưởng là tối nay là cái cầu này nó quay ấy. Thì đi ra quay tí. Vâng. Quay thì có 1 giờ. Cái cầu quay là hình như là phải 1 giờ là đêm nào cũng quay. À. Nhưng mà phải là 1 giờ sớm vậy. À. Đêm nào cũng quay ạ? À? Ừ. Thế thì cháu phải ra chờ thì nhớ. 1 giờ sáng. 1 giờ sớm. Ừ. Wow. 1 giờ đêm á. Tí hỏi lại cho mình. Mai đi muộn cũng được. Còn hình như bữa đi ngày đây em đâu cần mà bữa đi lễ là hình như nhưng là mà anh được xem nó quay lần nào chưa nói chung thì anh ở đây nhiều nhưng mà anh thấy nó xem đúng được một lần thức khuya quá lại thức cho nấu và xem là cái hầu cũng mới xây dựng cầu trong hòn là mình mới xem thôi không bây giờ thôi với ai thức chúng là chờ nhiều cầu quá đúng không còn hình như là bữa nay đúng lễ là hình như là tối nay hắn có uống tối làng uống đi lên không à. Các bạn mình sao vậy? Rồng bữa là câu câu lòng mắt. Này là hết xí quá rồi. Thế tầm mấy giờ phun? Phun là hình như 9 giờ đúng không? 9 giờ tối nay. Thứ bảy chủ nhật gì à? Thứ bảy chủ nhật. Không mình đi lễ. Nhưng mà đi lễ là không biết có hay không mệt. Mình đi lễ này. Không biết có hay không rồi. Hai tối tập diễn ban cùng đi. Rồi. Ngày đi lễ là không biết có hay không rồi. Chứ còn bình thường là trong tuần là thứ bảy chủ nhật. Không có đồ đi uống nhiều vô tôi cũng không mà cặn cái đồng phun anh trai em mời anh chút à rồi vâng em mời anh Tài chút rượu nhỉ rượu nhé
Em là khỏe nha. Cái mã này là của anh. Em là thứ hai. Ở người anh gọi là anh cả đó. Anh cả. Anh hai đó. Anh hai đó. Ở đây gọi là anh hai. Nghe từ anh hai là thứ bảy trong phim Chợ Lớn nhỉ. Màu đi anh. Anh màu đi có gì anh lo. Không đó anh bảo. Dạ không anh. Có thể cứ tháng này này có cơ hội đi anh em mình mới gặp nhau được. Dạ. Thiệt tình. Dạ. Cái cũng biết em thì rất lâu rồi nhưng mà nói chung là mình không có cái điều kiện để gặp nhau nhưng mà có cái điều kiện như đây mới gặp nhau được. Đây là chả heo. Cái này là cái chuồng anh này hồi năm 2014 là có đi lên xong qua thêm xả này ớt này. Mai tối nay anh ra Hà Giang chơi nhé. Anh mà ra em đón. Không, nếu anh ra, nếu mà anh đã đi hồi do mà dứt khoát anh vẫn liên lạc với em. Vâng. Anh ra đâu mà con ra chơi. Anh cảm ơn. Hà Giang đẹp lắm, em nói thật. Nếu mà vô hỏi thành quốc chính nha. Đúng rồi. Ra đấy là anh ăn cá thần, uống rượu khó bài vàng. Đi chụp khó bài. Nếu mà ra có điều kiện á. Vâng. Lên thăm ngày tí. Vâng. Lên khảo bài tí. Vâng. Lên bình. Nói chung là lên đán dầu chơi. Chụp hình nữa của anh à. Em thích chụp này rồi. Em điện thoại em đưa cho bác rồi. Chụp đi đó là giả quá cho thấy. Cái lần đó là một mơ ước. Chưa biết phải được hay không đâu. Vâng. Tôi không phải mơ ước đâu, cái điều đấy là điều trong tầm tay của mình. Đó, ví dụ là nó có gì đâu mà. Là bây giờ anh bay một ngày rồi. Đây. Để em rót rượu anh. Dạ đây em có bia rồi anh. Không rót rượu này đi. À. Không rót này tốt. Biết là ấy là mà không được cái thời làm mà. Sợ mạnh quá. Anh chụp cái này nè. Chụp cái chai là mặt ông tay vô đây. Đó. Nè, cái tay vô. Đừng có chụp cái mặt ông tay vô, tối gì mà ngủ. Khó là cơm. Và là châu là cao lành là sức khỏe lành là sức khỏe khi dùng mà sẽ cay khỏe châu rừng nói chung là da như đĩa đói cũng phải như châu rừng bọn em không vào sớm để nấu canh trắng năm nhưng mà anh có chuẩn bị một lồng gà có được đó có đây là mình để xuống đúng mà khổ mình nó chặn luôn đây xuống rồi lấy xe cái lấy bắt canh nắng cho khỏe rồi tại vì anh nghĩ là ấy để lại một lồng gà à đấy đủ rồi chuẩn bị sẵn rồi coi coi nhiều quá không hiểu mà mấy anh ngày đi đường mày không cũng bình thường của em kiểu đi này là niềm vui mà đi mình cảm thấy nó sướng nên là nó không thấy mệt. Anh thấy bọn em còn cười tươi hơn cả chủ nhà. Khỏe hơn chủ nhà luôn á. Khỏe hơn chủ nhà. Em đi Hà Nội hơi nhiều á. À? Nhưng mà chủ yếu là đi công việc thôi. Vâng. Chứ còn mà thực sự mà nó đi chơi thì không có. Vâng. Toàn đi công việc. Đi công việc thì. Vâng. Năm nào cũng đi tầm có hơn chục lần. Vâng. Không. Là có học bổng chị ạ? Dạ. Cái này còn là đắng đấy ạ. À, đắng. Vâng. Làm thơm lên. À, không cần dầu mỡ chỉ hả? Không cần dầu mỡ gì ạ. À? Chỉ cần rang thơm lên xong là mình cho nước sôi cho vào hoặc là có thể cho nước lọc vào thôi. Đấy, lượng vừa tầm là được. Sau đó thì cho lá đắng vào để sôi xong là vừa. Đấy, xong bắt đầu là tầm đồ 5 phút sau là mình cho xuống là cho vào bát là múc lên là sử dụng. Rất dễ dàng. Đổ nước vào là được rồi. Được rồi, chị cứ đổ. Rồi, em lấy nước nha. Ok. Đó, bây giờ cho nước vào thôi. Không chờ nước sôi là được. Sôi lên nó bỏ ra, nước mọc ra luôn. Bây giờ cho nước lấy lá đắng vào. Để lúc sau nó sôi là được. Tầm này là vừa nhỉ. Còn hai bát cho anh em uống thoải mái. Đấy. Uống dễ nhiệt không? Vâng. Bây giờ lấy lá đắng. Ở đây một bát to mình sẽ lấy cho vừa phải thôi. Tầm độ 3 muỗng hay 2 muỗng là được. 2 muỗng là được. 2 muỗng. Ăn lắm ạ. Đấy, còn đâu để mai. Thôi. 2 muỗng thôi. Cái này mình có thể dùng rất là nhiều lần này. Chị cất lại nhá. Cái này còn mới. 2 bữa đấy nha chị nhá. Dạ. Chị chưa mới của em để cho luộc với những cái này để mà anh chị. Giờ khuấy đều về thôi là được rồi. Canh đắng rất là ngon rồi.
một bát canh nắng thơm ngon để đến với cả nhà giải nhiệt mát gan, tuyệt vời. Túc và cũng nghĩ tất tháng hiện bây giờ là đang đi làm nên là nhân mày từ thiện đến từ hồi giờ đến Mũ Cà Mau ăn với mì quảng rồi đấy là thịt gà đấy đi xuyên suốt của những đi ác trong bọn đội Việt Nam đó thế thì phải làm tí thật ngon là mình cái đường này nhưng mà bọn em lại đi theo đường biên giới Lào dọc đường Hồ Chí Minh. Bây giờ đường Hồ Chí Minh vô anh nói em nghe này vừa đầu á là tự nhiên em anh coi á là tới ở Quảng Bình á là em kêu là em đi lên đường một Hồ Chí Minh em mới nghĩ trong đầu anh kêu tức là chắc có lẽ là không không ghé Đà Nẵng đâu nhưng mà tự nhiên chiều hôm tê là em là điện lại anh vâng mình nghĩ là đi đường màu là mình không em là kiểu lúc đó lại bị so le cứ lệch đi lệch lại lệch đi lệch lại mai em lại chạy vào đường mòn Hồ Chí Minh và điểm kết thúc là vâng kết thúc là đường mòn Hồ Chí Minh là Mũi Cà Mau là em sẽ kết thúc ở đó. Em có nhiều điều mà đi trăn trở lắm chưa làm được hết đúng theo cái ý của mình đề ra. Không nhưng mà anh nói thật quá tuyệt vời. Vâng vâng. Quá tuyệt vời. Nên là tới này lên Tây Nguyên là cố gắng xem như nào là làm được hết cái khả năng của mình. Em mời anh. Nước ngọt là có đấy. Không, ấy là lái để con bé chơi để cho anh. Không, để cho sự với lại tốt. Đây là mì quảng anh. Ba chở được mà chở. Dạ dạ. Cho anh hỏi sư ăn mì quảng đi. Vậy rồi. Nếu mà em nói về em mì quảng là lần đầu tiên hay là lần thứ mấy rồi? Em vào vô đây ạ. Ăn mì quảng. Ăn mì quảng lần đầu tiên ạ. À lần đầu tiên ạ. Cho thêm thịt gà vào. Đấy, chưa có thịt gà này. Nhưng mà chan nước ít thôi. Cho tí rau vào. Bình thường em tưởng cái món này là ăn buổi sáng nhỉ? Đặc sản đấy nhỉ? Cho tí rau đúng rồi. Đây là món ăn quen thuộc ở Quảng Nam, Đà Nẵng. Em bỏ phô ca thôi. Đặc sản đấy giống như ngoài kia mình hay ăn phở. Ăn bún thì ở đây là ăn mì quảng. Anh dùng chén mà mình lấy tô mình xong qua. Cái sợi to nhỉ? Sợi to là nó mới ngon. Em thử lúc rồi. Đúng rồi, ăn tô thì... Đúng rồi. Thôi được rồi, để ăn cả cơm. Trầu rau vô nhiều vô. À đúng rồi, có bánh cắn lên đây kìa. Bánh cắn bóp vô. Ăn nó là chuẩn bị hết rồi. Cơm nó. Cái này bánh đa chứ. Bánh tráng. À bánh tráng đây ạ. Đây cái bánh này. Cơm này của đây. Bóp vô cho nó giòn. Đấy, em làm cho đúng cái tô mì quảng. Đây em. Đây, đây cho anh cái này. Cái rau vô. Đây thật. Mình đổ qua đây chứ mấy cái này. À cái này giống như kiểu quẩy ở ngoài mình á. Quẩy qua đây. Bánh tráng nè, bánh tráng. Đấy, bỏ vào. À đúng rồi, đó. Có nhiều người đâu canh nắng đâu. À chuẩn mang vào đây để múc cho các anh uống cho nó mát cái gan cái nào. Vâng. Anh Tài chắc chỉ xem canh đắng rồi còn chưa ăn bao giờ đúng không? Chưa. Ớt này. Canh nắng đây. Đúng không? Vẫn còn đấy, còn hai bát rồi đấy. Hai bát nữa. Vâng. Để cái tô chút, để cái tô chút. Cái này ăn ăn nhiều là nghiện quen đấy. Vâng. Nhưng mà bây giờ nó là cuối bữa rồi. Thế rồi mà. Đấy anh em. Ôi kìa canh nắng nhỉ? Hiệp hiệp đỡ hộ anh à, canh nắng đằng sau. Chị ơi, không có chuẩn bị chị ơi. Để con đem đây đi. À để đó đi. Canh nắng nó luôn. Em sợ còn nắng. Tại vì anh coi biết là anh biết là nấu cái lòng gà cho anh mới chuẩn bị lòng gà đó mới. Thế mà vào hôm nay là chẳng ý kiến gì trước đâu mang lên. Cái này nó ăn phải trước khi ăn bất cứ một cái loại gì. Đấy. Thì sau ăn nó rất là ngon. Để em múc cho anh Tài. Đúng rồi, mấy anh em này thì ăn mì quảng, còn bên này thì lại ăn canh đắng. Chơi kiểu đổi đồ. Hôm nay ăn món này đầu tiên em cảm thấy rất ngon anh ơi. Đúng không? Tuyệt vời ạ. Vâng. Thêm thịt gà vào chưa anh? Cho rồi, em vừa múc cho anh. Em. Bỏ mì lên cho các bạn nó bạn ăn thử mì kìa. Đó đang ăn mì đó. Vâng. Bác ơi, cháu múc cho bác. Bác đang nó dùng. Múc cái lạnh cho bác. Chị nhiệt tình quá, đừng cơm nữa. Nó hơi nóng một tí. Xíu ạ. Nếu mà mình để hơi nguội nguội tí ăn là ngon lắm. Nó ngọt, nó dịu. Còn hậu lâu. Ăn cảm thấy ngon lắm. Đây múc cho anh bát. Vâng. Cái này sự với bốp bánh cho mát gà này bạn. Cái này anh ăn rau nhiều vào. Ừ. Cái này cái này sự. Đây này. Rau đó là em ăn nhiều vào. Cho bi chuối với cả ấy vào. À. Đấy. Cả ớt xanh. Chịu khó ăn rau đi cho xanh ruột em. Mày ăn thịt nhiều quá. Thanh giới cả. À, thanh giới mà. Vâng, em là thanh giới, em ăn được nhiều ớt ạ. Đồng chí Kim Đồng. Dạ. Đồng rau coi như ăn cái tô giả đấy. Canh 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 đắng. Bảo Xuân Hữu là giống anh Kim Đồng. Anh Kim Đồng. Mời các bác đi. Mời bác nhá.
Nóng hết cả rồi. Mời Tắc Thắng à, mời mình đi. Mời anh. Không hiểu. Rồi, ok. Rồi, vô cái nào. Vô. Nào, 1, 2, 3, vô. 2, 3, vô. 2, 3, 4. Nóng á. Ngon quá. Ngọt. Một tí mới ngọt trong cổ. Các bác phải chịu đắng rồi. Lẹ ăn được cái này được. Lẹ. Ngon lắm. Rất là ngon. Ăn thử cho biết. Cái này là thuốc, ăn thuốc vào người. Đắng ngọt. Cái này gọi là ở nhà hàng Hạ Thành Quán là món thuốc. Ăn thuốc vào người bao giờ mới chết đấy. Ngày nào ăn thuốc. Nhưng mà riêng Tắc Thắng của người Tày. Riêng Tắc Thắng là Lanh bỏ là ngày nào cũng ăn thuốc vào người. Đó, nên em khỏe. Rau này chỉ biết rau đắng của người Tày thôi. Vâng, rau đắng. Đến tay là lá không khía, bơ không khía. Mình ở đây không có rau đắng, nhưng mà rau đắng và bò bò. Chỉ biết rau đắng. Ở đây cái này là rau đắng mà. Rau đắng mình rau đắng. Nhưng mà rau đắng mình là chỉ mọc số hè thôi. Vâng, loại này khác. Đúng rồi. Đây cứ bỏ cái lạc vô. Đấy ăn lạc vào, đậu phộng vào, đậu phộng vào. Món quá. Còn em. Coi thì nhiều mà bữa nay lần đầu tiên mới là có thử nghiệm. Món thuốc mà, món thuốc à. Không phải làng. Dạ, vâng. Không phải làng đó. Rất là ngon. Em, lòm ly. Đem để bên này nhá. Làm nào mà cái bàn này nó to ra một tí để xếp hết đồ lên. À, mình có nói với nhà sản xuất là phải sản xuất vào gấp đôi. Đặt riêng này. Đặt riêng cái bàn nữa cho to. Ai cái loại rượu nó còn không? Này ạ, vâng. Đây cho mình cho mặt tùng cho tôi tí. Rồi, mặt tùng nhá. Bị gió rồi, bị gió đâu. Uống cái vô coi nha, băng đào thắng xíu xíu đi. Thêm thì cái ngon lắm. Đi. Đúng rồi, đúng rồi, được chứ. Băng đào ngon lắm. Anh em thắng bốc lên cho cái bát đấy nhá. Ngon lắm anh ạ. Cái này là ăn vào nó tỉnh rượu. Mới cả lọc mai, ngày mai là gan mình nó tốt. Rồi. Đi đường nó không bị mệt anh ạ. Vâng. Anh. Ngon quá. Có gì ăn canh đắng nữa. Đâu, đầu tiên mình ăn canh đắng. Ăn không có rồi. Cái kia mình ăn đắng gặp được mà. Không còn có đắng nữa. Không còn có đắng nữa. Đắng không. Lên mới đắng này. Mời hỏi đi. Đầu tiên thì ai cũng bảo đắng thế. Nhưng mà một lúc sau là thấy ngọt hết rồi cổ. Còn thích ăn thêm vài bát nữa. Cái này nó quyến rũ ở cái đấy. Nó đắng mà nó ngọt cái cổ này. Vâng. Nhưng mà nó là thuốc. Nó là một bài thuốc. Thế nên là nó gần như là trước khi một cái món súp. Cái lá này là mình đem khô thôi mà. Vâng, phơi khô đi. Vâng, xong là vì vỏ nát ra xong nấu như thế này. Có người thì nấu bằng lòng gà cũng được, có người thì nấu bằng thịt băm. Người nào không ăn được lòng thì nấu bằng thịt băm. Rất là tốt. Ăn kiểu giống như răng miếng rồi. Cái này là nói chung là dùng cho nó vâng. Nó giải vâng, vâng. Nó giải rượu, giải độc ngon, tốt cho cái này là ở nhà hàng em bán, ở nhà hàng cháu bán. Cái bán mắm đây mà. Vâng. Vâng vâng. Nếu mà có dịp á, anh đi Hòa Giang đi Hòa Thành Quán với em chiếc. Vâng. Anh đi là sẽ được ăn món này luôn. Này ăn có thần nữa chứ. Cá thần, cá thần. Có thần. Còn nhiều món nữa lắm. Vâng. Ăn cá đồng của người Hà Giang. Còn Tuấn xong là này, mấy anh em là ăn no nghe, đừng ngại nghe. Vâng, vâng. Thực tình lên là Hà Thành Quán chú còn được uống rượu khó phải lèn bằng thác cơ. À, đấy là có à đâu mày đi lấy đàn đi chuẩn bị đàn bài đi. Vâng. Nhưng mà nó đứng à, đâu kia lát là chú rửa vô không được á. Vâng. Thôi thì em cứ cố vô vậy. Đây, anh quay vào đây. Đúng rồi này. Vâng. Cái này là phải dùng khóc vào lem mới đúng được này. Cái này lên trên. Đấy. Đấy. Anh hôm nay là nàng hương đấy. 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 Đấy
anh vào đấy. Đường về quê chúng em xa vời, vườn mười non chín sông người ơi, có đào nở đục có mận chín đi, ong anh mật ong thơm ngạt ngào, cả bản mang sông đi đây, vẫn đến đây 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 yêu thì xa mây nỗi cùng qua ơi, lòng sưng lạnh mưa cần hấp ta quay ngang na mà ban lan nằm theo sơn tổ băm mà tem cài tem trắng lô khóm ban đường kinh im nùng đỏ vì nòng ơi đường cái thoan dân tới bàn em được lan bằng đá xanh núi biển, từng bầy chim lượn thắm liu lo. Cây hoa hãy ngắm nhìn càng chỉ có em mình vẫn dòng sông ngược lối về nước trong xanh dịu mát, dòng nước tới mương cao để ngô khoai xanh tốt, dòng nước tới cánh đồng để hạt lúa thêm bông, dòng nước tới bờ mà để đàn em câu ca, thôi 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 ai về thăm quê hương tôi với biên cương là đây có rừng cây thiên nhiên xanh biết một màu, đây Hà Giang, đây Hà Giang quê chúng tôi, vô vùng cao về tôi sẽ đợi mới cảm tình giữa miền xuôi với miền ngược, có ai về khơi thêm nguồn hàng mời lên thăm đây Hà Giang, ôi đẹp sao đây vùng cao quê tôi đang đổi mới, này qua vùng cao đem tới miền xuôi để trẻ quê tôi vui ngày hẹn hò, Hà Giang mến yêu ơi, Hà Giang mến yêu ơi, Hà Giang mến yêu là nắng, Hà Giang có yêu Hà Giang, Hà Giang mến yêu ơi, Hà Giang mến yêu. Chúc mừng, có thể cần với chung hiểu không ạ? Anh nghe tới cái bài này là tầm khoảng được là 700 bài gì đó. Đó, mà cái nhà nghe 700 bài đó mà. Không bảo đá. Mấy anh em đây là mới bay đây là mới nghe có lần đầu tiên nhưng mà anh là nghe được 700 lần rồi đó. Vâng, cảm ơn anh Thảo nào anh có nhịp cò đi. Anh tài mới là nà sang dần tí nè, sang dần tí để anh cùng về cảm xúc là thôi rất là vui mà trong mỗi một lần đi và giao lưu cùng với cả các anh chị cô bác được mời đến nhà và ăn cơm và giao lưu cùng gia đình, mặc dù là chưa gặp nhau bao giờ nhưng mà như đã biết nhau từ rất lâu rồi và đến như này phải nói là tình cảm của không phải riêng gì Thắng và anh Tài và đây là tình cảm của những con người Việt Nam với nhau, kết nối qua mạng 4.0 mà gặp nhau và rất là quý và rất là tình người. Thắng không biết nói gì, chỉ biết là cảm ơn gia đình anh Tài và tất cả những anh em bạn bè đến với cả nhà anh Tài ngày hôm nay, rất là vui và rất là trân trọng, và cũng thay mặt những anh em trong đoàn là chúc cho gia đình anh Tài có một sức khỏe dồi dào và hạnh phúc và thành công. Đó, anh cảm ơn em nhiều. Vâng. Rất là quý. Thật đến đây được thể hiện và giao lưu những cái bài hát về Hà Giang. Cũng đây là những cái nét văn hóa ở Hà Giang. Nó cũng nhưng mà nó chỉ nằm trong một phần rất nhỏ trong tổng thể của văn hóa Hà Giang thôi. Nên là nếu mà để mà nó mang đi theo hết được thì em Thắng không nào mà
mang theo hết được. Thế nên là chân tình là mời các anh đến với Hà Giang, đến với mảnh đất biên cương của Tổ quốc, địa đầu Tổ quốc. Và thì sẽ biết hết được những cái văn hóa của Hà Giang như thế nào. Và cuối cùng thì Thắng xin cảm ơn tất cả mọi người đã chú ý và theo dõi video của anh em Tất Thắng. Hôm nay Thắng được đến gọi là nhà anh Tài và là giữa của cuộc hành trình rồi. Đi được một nửa rồi. Ngày mai là Thắng sẽ tiếp tục rời đi mảnh đất lên đến Tây Nguyên rồi. Nói chung mà em đến đây là coi như là cuối Đà Nẵng rồi đó. Vâng, cuối Đà Nẵng. Cuối Đà Nẵng rồi. Để chuẩn bị là cầu khoảng 4 cây nữa, mấy cây nữa là qua là qua quảng Nam rồi. À kìa, đây là mảnh đất, khu này là cuối của Đà Nẵng rồi. Cuối cùng là Thắng kết thúc cái video của mình ở đây để các anh em còn giao lưu nó thoải mái. Và hẹn gặp lại các bác vào video tập 15 nhé. Chào các bác nha. Chào các bác nha.